Tổng cộng là mình có 1114 cây súng, skin súng. Đây các bạn có thể thấy nè, nhìn dưới nè. Đó, đừng chụp mà ghiền nha, chụp là ghiền đó, chụp màn hình lại là ghiền đó. Hey chưa, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Và hôm nay sẽ là một cái clip mà không phải là clip bắn game đâu các bạn ạ. À. Và hôm nay mình sẽ làm một cái clip là mở hết tất cả những cái đồ gì trong ạc của AS Mobile. Đã từ rất là lâu rồi mình không vào trong cái tủ đồ để xem coi mình có dư cái gì, hoặc là có thiếu cái gì, hoặc là đã mở cái gì chưa, hoặc là để trong tủ đồ biết bao nhiêu đồ mà không chịu mở và không chịu xài các bạn ạ. À. Và hôm nay mình quyết định vào mở hết cho tất cả bạn cùng xem nhé, sâu hết tất cả tất tần tật luôn mọi người ạ. À. Và trước khi vào clip thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký. À, câu này nghe quen ha. Đã từ rất lâu rồi tôi không nói cái câu này các bạn ạ. À. Và mọi người nhớ comment những cái gì mà các bạn yêu thích, hoặc comment những cái clip nào các bạn mình muốn mình làm, hoặc là những cái ý tưởng nào mà các bạn muốn mình làm thì AS Mobile sẽ quay trở lại đây. Nhưng mà đừng comment là Heavy Combat nha. Sắp thôi anh em ạ. À. Nhưng mà nói chung là có mùi mùi, có điềm đó mọi người ạ. À, có điềm đó. Đừng có comment cái điều đó nhiều quá mà riết tôi làm thiệt à. Tôi combat lại Heavy thiệt á. Nói sơ qua cho các bạn là lý do vì sao là trong thời gian qua mình không có làm Heavy. Thực ra thì nó cũng là một cái chặng đường dài đối với mình. Cũng đã được 3 năm, 4 năm và đến tận bây giờ là 7 năm Free Fire, 3 năm về Heavy các bạn ạ. Và bọn mình đã lập lên một đội tuyển, và bọn mình giai đoạn đó bọn mình đã có một cái mục tiêu nhỏ nhỏ thôi, mục tiêu nhỏ nhỏ là top 1 Việt Nam các bạn. Và Heavy mình cũng đã đóng góp rất là nhiều, và các bạn trong đội tuyển của Heavy đóng góp rất là nhiều, kể cả các bạn nhân sự, các bạn influencer, rồi các bạn nhân viên, rồi những người điều hành Heavy đóng góp rất là nhiều để Heavy đạt được top 1 Việt Nam. Đó là cái trận đấu mà các bạn cũng biết là trận đấu rực rỡ của Heavy đó. Đó. Và sau khi top 1 thì bọn mình, các bạn biết không, đạt được mục tiêu rồi mình mất định hướng luôn. Mất hết tất cả định hướng của Heavy, không biết làm cái gì nữa. Và bây giờ chắc là đặt lại mục tiêu từ bây giờ. Đợt trước nó giống như cái cách mà mình đặt mục tiêu là 5 triệu sub các bạn ạ. Hồi xưa mình khờ lắm các bạn. Mình khờ ở đây là mình đặt mục tiêu 5 triệu sub cho kênh YouTube của mình. Và các bạn biết gì không? Mình đã đạt được nó. Rồi xong rồi tôi mất định hướng luôn. Tôi không biết làm gì nữa các bạn ạ. Mà các bạn biết á, cái lúc mà tôi đặt mục tiêu là 5 triệu sub là cái thời điểm mà mới làm YouTube, mà các bạn nghĩ đi, có bao giờ nghĩ là mình sẽ đạt được 5 triệu sub đâu. Không bao giờ nghĩ điều đó hết. Tại vì đợt đó 100k sub là một con số rất lớn. 1 triệu sub là một con số thậm chí là phải đáng mơ ước các bạn ạ. Và 5 triệu sub là một con số không thể tưởng tượng được. Và rốt cuộc tôi cũng đạt được các bạn. À, thế là tôi bị mất định hướng các bạn ạ. À, tôi không biết làm gì cho YouTube nữa. Kiểu tôi bị chán á các bạn. Tôi bị chán. Cái thời gian qua tôi tìm lại được một cái nguồn cảm hứng mới. À, nguồn cảm hứng đó là à thôi, cứ từ từ làm những gì mình có thể làm, đóng góp những gì mình có thể đóng góp, làm những gì mà mình thích các bạn ạ. Thay vì rằng là hồi xưa cứ làm theo cái con số là bao nhiêu lượt view, bao nhiêu lượt sub, mục tiêu là bao nhiêu sub, mục tiêu bao nhiêu view, kiếm được bao nhiêu tiền, rồi đạt được bao nhiêu thành tích. Nhưng bây giờ là không các bạn. Bây giờ không còn những cái vấn đề đó nữa. Hồi xưa mà tôi nghe ai nói tôi theo kiểu rằng là ông AS ông hết thời rồi, bây giờ ông làm clip không được bao nhiêu view, tôi nghe tôi ghét cực luôn. Nhưng bây giờ tôi nghe tôi thấy thương thương sao. Tôi nghe tôi cảm thấy là tôi cảm thấy bình thường. Tôi cảm thấy không có còn cảm giác gì luôn các bạn ạ. Tại vì tôi làm không phải là cái mục đích đó nè. Cho dù clip không có view đi, tôi cũng cảm thấy bình thường các bạn ạ. Kiểu kiểu là như vậy. Tại sao? Tại vì nhiều khi á, tôi có sự ưu tiên mới. À, đầu tiên là tôi có một cái sự ưu tiên là gia đình của tôi nè. Gia đình của tôi nè. Quen mồm các bạn. À, gia đình nhỏ của tôi đó. Và phía bên đây là gia đình lớn của tôi nè. Đó, gia đình lớn của tôi nè mọi người. Đó. Và còn nữa, phía bên đây là con đường của tôi. À, đây là những kỷ niệm thôi, đây là con đường của tôi. Còn phía bên kia là hướng đi của tôi.
Còn ở đây là câu chuyện của tôi và kể với các bạn. Tôi nói tôi như vậy không biết là có thân mật hay không, nhờ xưng tôi thì nó cũng kỳ kỳ, mà xưng mình thì nó cũng sao sao, tôi thì nó dễ gần. Đây là màn ảnh để mà mình ngồi kể những cái câu chuyện mà mình đã đi qua cho các bạn. Và mình hy vọng rằng các bạn xem clip này các bạn có một cái nguồn cảm hứng nào đó. Nói chung là xuất phát điểm của các bạn cũng giống như mình thôi. Mình đã kể cho các bạn nghe rất là nhiều rồi. Mình là một cái học sinh lớp 45 đứa thì mình đứng thứ 44 ha. Vẫn có một đứa nó hơi ngáo ngáo hơn mình xíu, nhưng mà mình đứng thứ 44. Và mình cũng là một người nghỉ học sớm, nhưng sau này phải học lại các bạn ạ, phải học lại rất là nhiều ha, và đọc sách rất là nhiều. Nên là các bạn đừng nghĩ rằng là nghỉ học sớm thì nó sẽ thành công. No. Nghỉ học sớm nó cũng là một con đường. Học hết đại học nó cũng là một con đường. Nhưng cái con đường mà học hết đại học á, nó sẽ kiểu giống như là nó sẽ đơn giản hơn một xíu, nó sẽ nhẹ nhàng hơn một xíu để tiến tới thành công. Có một số người là người ta sẽ thành công ở giai đoạn là 25 tuổi, có một số người người ta sẽ thành công ở giai đoạn 30, có một số người ta thành công ở giai đoạn 50, 60, thậm chí là 70, 60, 70, kiểu giống như là ai ta, Donald Trump á, kiểu vậy đó các bạn. Cuộc đời mà các bạn, mà đâu phải là thành công là đạt được cái gì đó đâu. Thành công là cái chuỗi khi mà các bạn hành động một cái điều gì đó đến cái thời điểm mà các bạn đạt được nó là chuỗi thành công, thay vì là chạy tới đó đạt được cái đó. Nó không có sướng. Nó giống như cái cách mà mình đạt được một cái nút vàng vậy các bạn. Cái lúc mà mình có được cái nút vàng hỏi sướng không? À không. Nhưng cái lúc mà mình ngồi mình cầm cái nút vàng, mình ngồi mình suy nghĩ mình đã làm những gì và mình đã đóng góp những gì và chặng đường mình đã đi như thế nào, thì lúc đó mình cảm thấy vui các bạn ạ. Và đúng chính xác là ở ngay giai đoạn này nè, đây chính xác là ở đây mình đang làm clip như thế này, đó là một điều thành công đối với mình rồi. Và hy vọng rằng các bạn cũng như thế, các bạn cũng đang trên con đường đó. Và đừng tự ti bởi bản thân mình nha, tại vì bản thân mình làm được nhiều thứ lắm đó nha. Cứ đi, tiếp tục đi trên con đường của mình giống như mình thôi. Hiện tại bây giờ mình cũng đang mông lung lắm, nhưng mà không sao, tiếp tục học hỏi và tiếp tục đặt mục tiêu mới và tiếp tục đi thôi. Let's go. Và bây giờ chúng ta quay trở lại vào game thôi. Isha. Ok, và bây giờ chúng ta đến với thủ đô. Thấy không? Tôi quay lại game là tôi quậy lắm. Nhưng mà tôi ở ngoài tôi hiền lắm các bạn. Nếu mà các bạn đã từng gặp mình ở ngoài á thì thật chất rất hiền. Hình như ai đó ở ngoài đã gặp tôi rồi thì cho xin ý kiến ở phần comment nha. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta đến với tủ đồ. Mấy cái đồ này chưa mở này, mở hết luôn này. Ù, con heo nhìn đẹp thế. Rồi mở này luôn. Cái bộ này đẹp cực kỳ các bạn ạ. Nếu mà bạn nữ nào biết thiết kế kiểu biết làm, biết phối đồ á, phối đồ, đồ này hơi bị đẹp luôn. Nhưng mà cái cam của tôi nằm đây rồi, mở bộ đồ ra không được, không thấy cái đầu luôn nè. Cố gắng thì cũng nhìn được ha, phóng to cho các bạn xem nè. Cái nón cũng đẹp ha, mở luôn. Đó, nó gồm có cái áo nè, cái nón là đẹp nhất. Mình biết là các bạn nữ rất thích cái nón này. Còn mấy cái này mở đại đi, nó ra mấy cái thẻ chứ không có gì hết. Thẻ đỏ tại vì mấy cái này có hết rồi các bạn. Ok. Rồi, tiếp tục là hòm. Mấy cái hòm củ lã này thiệt tình không biết mấy cái hòm này lấy để làm gì nữa. Rồi, cả đống hòm này luôn, hòm súng nè, mở hết nè. Mấy cái hòm này thì có hết rồi, nên là nó ra cái thẻ mua hàng. Mà chắc chắn là thẻ mua hàng của mình vài bữa nó cập nhật nữa là nó vĩnh viễn luôn các bạn ạ. Mình có một số những cái đồ trong cái kia là nó ghi cái chữ vĩnh viễn á, là vô cực á, là xài đến mùa mít rồi, xài đến thời Napoleon mà con khủng long còn mặc quần đùi á các bạn, nó cũng không hết nữa. Để mình coi có skin súng nào mình chưa có không. Cái nào mình có rồi á thì nó ra thẻ đỏ, còn cái nào mà mình chưa có thì nó sẽ ra skin súng kiểu mấy ngày đó. Nhưng mà hầu như là mấy cái hòm này là có hết rồi các bạn. Ý rồi, tôi chắc là tôi trả cái ạc này cho Garena, kêu Garena trả lại những cái tiền mà đợt trước đến giờ mà tôi tống vào cái ạc này quá. Không có đâu. 23 hộp. Rồi, đây. Rồi xong, vĩnh viễn thêm cây nữa. MP5 sắc tố. Wow. Vậy là đóng góp vào trong cái phần đóng súng của mình. Có cái này chưa vĩnh viễn nè. Chưa ra luôn. Vẫn là 24 giờ các bạn ạ. Cái này mở không được nè, cái này bị hư rồi nè. Có mấy cái hộp nó bị hư, mình mở không được, mình tức ghê. Hòm này là cái quần
rồi lỗi luôn. Đôi mắt tử thần hồi xưa mới ra mấy cái cây sọc gun đôi mắt tử thần á, trời bắn hơi bị ghê luôn. Còn bây giờ không nhớ gì hết trơn. Này Giáng sinh nè, Giáng sinh cây MV40 Giáng sinh và cây sọc gun cái chết tử thần nó cũng ghê là gớm lắm đó. MP40 Titan á, Titan bắn nhiều đạn lắm các bạn ạ. Nên là các bạn nếu mà thuộc thành phần mà hay sấy này nọ, rồi còn 6 cái hòm này không mở được nha các bạn. Xong rồi đó. Quá trời đồ luôn. Bộ sưu tập này, để coi phần skin súng nha. Tổng cộng là mình có 1114 cây súng. Skin súng. Wow. Mình có là 16 cây thần thánh, 16 cái loại skin thần thánh. Ui trời ơi, thì skin nâng cấp các bạn ạ. Đây, 16 cây. Đây, các bạn có thể thấy nè. Nhìn dưới nè. Đó, đừng chụp mà ghiền nha. Chụp là ghiền đó. Chụp màn hình lại là ghiền đó. mấy ông nội nào mà buôn bán cái gì hay gì đó, tránh trường hợp chụp lại màn hình nha. Rồi, rồi, tiếp tục là thần thoại thì mình có 287 cái. 287 cây. Quá nhiều luôn. Quá trời, quá đất luôn nè. Đó. Huyền thoại thì mình có 306 cây. Cây. Thấy. 306 cây. Siêu hiếm mình có 494 cây các bạn ạ. Đây siêu hiếm nè. Siêu hiếm là mình có 494 cây. Tôi làm clip này chắc là quá mọi người chảy nước miếng. Rồi. Ok. Đây siêu hiếm nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục. Hiếm gặp. Tôi có những cây hiếm gặp này các bạn. Đây là những cây này là không bao giờ ra lại nha. Nhớ nha anh em. Có một số cây là không bao giờ ra lại. Đó. Quá trời nè. Cây này cây hiếm gặp cực kỳ luôn nè. Đó. Thợ săn. Đấy. Quá trời quá đất chưa. À, tôi còn có cái này hay nữa nè các bạn. Các bạn nhìn nha. Tôi có ba cây kiếm giống nhau, ba cái chảo giống nhau nè. Mọi người thấy không? Đây, đây là một cái chảo dưa hấu nè, một cái nè. Ở dưới đây có thêm hai cái nè nè. Đây. Dưới đây có hai cái nè các bạn. Đỉnh không? Đỉnh không? Rồi, các bạn thấy cây gậy nè. Đây, cây gậy đầu đinh mình có hai cái nè, thấy không? Hai cái cây gậy y chang nhau nè, đầu đinh ở dưới hai bên nè. Rồi tiếp tục mình show cho các bạn xem một số cái giống nhau nè. Mình có hai cái chảo màu đỏ nè, các bạn chơi giống như chơi Pokemon các bạn nối hình nha. Hai cái chảo màu đỏ nè, chảo giống nhau. À mình có hai chảo con gà luôn nè các bạn. Các bạn có thể thấy ở dưới góc bên kia có hai cái chảo con gà luôn. Quá hấp dẫn ha. Tiếp tục là mình có hai chảo màu xanh dương nè các bạn, hai cái chảo màu xanh dương. Hình như hiếm những ạc nào mà nó có hai chảo như thế này lắm các bạn, hiếm lắm. Cây đao coi có hai cây kiếm cá mập nè. Đó, giống nhau nè. Rồi hai cây buja này, hai cây kiếm buja giống nhau. Rồi đến gậy bóng chày thì nó vui hơn nữa. Có ba cây giống nhau các bạn ạ. Các bạn thấy cây này không? Cây gậy Viking không? Một cây nè. Rồi ở trên đây bên góc bên tay trái một cây và trên kia một cây là tổng cộng ba cây giống nhau. Rồi mình có hai cây gậy buja luôn. Hai cây gậy đầu đinh. Quá trời, các bạn tìm được hai cây này gậy nào giống nhau thì comment cho mình biết nha. Katana thì có hai cây huyết nguyệt. Hai cây huyết nguyệt giống nhau phải không ta? Đúng rồi, hai cây huyết nguyệt này các bạn. Giống nhau. Quá trời đẹp rồi, quá trời nhiều thứ rồi. Ok. Show như vậy thôi các bạn ạ. Chứ show nhiều quá, tí nữa lé mắt tôi chịu không được đâu. Tôi nhìn tôi còn lé mắt nữa, huống gì là các bạn nhìn. Rồi ok. Và bây giờ thì chắc là clip cũng khá là dài rồi các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Và đừng quên follow mình, bật chuông lên để xem những clip mới nhất nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo. Hoài luôn. Bye bye.